Kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu xin chào bà con và các bạn nông dân. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng bà con những cái cách mà để phối trộn thức ăn theo cái cách mới của kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Thì thực phẩm cám đều mình tự phối trộn và chăm sóc đàn vịt như thế nào. Thì đây là những cái mô hình mà trên nuôi vịt trên chuồng sàng và dưới đất để của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mong bà con có thể tham khảo. Thì đối với thời Covid ngày hôm nay, đối với nguồn thức ăn chăn nuôi hiện tại thì nó quá đắt đỏ cho người nông dân chăn nuôi. Thì làm thế nào bà con thì cải thiện cái nguồn thức ăn và cũng như chi phí chăn nuôi được hiệu quả để bà con sẽ có lãi trong vấn đề chăn nuôi. Thì mình sẽ quay lại cái vấn đề làm thủy phân và vi sinh cho bà con xem. Thì đây là bà con thấy những cái cảnh mà quen thuộc của từ những cái kênh chạy ruộng đen Bà Rịa. Hôm nay chạy ruộng đen Bà Rịa bị người khác trục lợi rồi. Thì đây là cái kênh mới chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu sẽ luôn đồng hành và hướng dẫn chia sẻ cho bà con suốt quá trình chăn nuôi. Thì mình sẽ nói thêm về vấn đề này. Thì hôm nay thì cái vấn đề mà mình đã phối trộn thức ăn, đây là cái thức ăn của kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trong đây thì thật sự đây là những cái mẫu thức ăn mới. Trước đây thì mình thường up video lên trên kênh chạy ruộng đen Bà Rịa cho bà con thấy cái vấn đề mà thức ăn thường là bã đậu, vi sinh, thủy phân cá, đạm rùi đính đen. Thì hôm nay mình sẽ làm chuyển sang cái chất nền chất độn khác để cho nó hiệu quả và thích nghi cho con vật nuôi, tùy theo con vật nuôi. Thì trong đây thì còn cũng có những cái thực phẩm như là cám gạo, cám hai và cám bắp. Và nói chung là mình sẽ đưa vào đây luôn. Men tiêu hóa, đường ruột thì mình sẽ chọn thức ăn như thế này. Thì đây là mình nói là thưa bà con, đây là cái thủy phân cá. Cái thủy phân cá mà mình làm trước đây để phục vụ trong chăn nuôi. Thì bà con cũng thấy cũng không có thấy cái con ruồi gì cả, đúng không? Thì mình lấy cái ca mình múc cho bà con xem để mình nói từng phần cho bà con hiểu. Thì bà con làm như thế nào thì bà con sẽ giảm được nguồn thức ăn. Đây là cái thủy phân cá. Thì vấn đề mình làm mà thời gian lâu quá thì nó sẽ lỏng như thế này. Cái diện lỏng hay đặc thì bà con cũng có dễ dàng để làm cho nó thực hiện theo ý muốn của bà con. Thì lỏng thì bà con dễ dàng múc và làm theo những cái cách riêng của bà con. Thì đây là cái thủy phân cá. Thì mình đã dự trữ trước trong suốt thời gian. Thì đây là những cái thủy phân cá mình dự trữ trong cái mùa dịch mà cũng như chăn nuôi để cải thiện được cái vấn đề thức ăn. Thì cái vấn đề mà mình đã làm thủy phân cá này, cái thủy phân cá này thưa bà con thì đã lên men tự nhiên cũng đã được 2 tháng rồi. Thì hôm nay mình chạy tận dụng để cho cái con vật nuôi mình ăn trong suốt quá trình. Và chiếc máy này cũng là cái chiếc máy để 2 trong 1. Chiếc máy này làm vừa xay cá, vừa làm đùng cám viên, chứ mình không có nói ép để đùng. Thì vẫn để phục vụ trong chăn nuôi. Thì bà con làm như thế nào thì bà con cảm thấy giảm được cái chi phí trong chăn nuôi, giảm được nguồn thức ăn, nhưng mà mang tính chất hiệu quả thì bà con cứ làm. Thì đó bà con thấy không, khi quá trình mình vừa làm lên men tự nhiên cái thủy phân cá thì mình chuyển sang cái công đoạn lại một công đoạn nữa là mình sẽ ủ thức ăn đây luôn đó. Thì mình ủ thức ăn ở đây lên men lại một lần nữa, lên men tự nhiên rồi xong mình mới sẽ phối trộn để cho cái con vật nuôi này ăn. Thì đối với kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu mà chăn nuôi như thế này thì mục đích là cũng là giảm chi phí, mà đặc biệt khi thức ăn trộn này thì bà con giảm rất là nhiều vấn đề mùi hôi chuồng trại và dịch bệnh trong con vật nuôi của bà con và các bạn. Thì mình muốn chia sẻ đây là cái cách riêng của kênh chăn nuôi Bà Rịa, chứ không có, mình cũng không phải là mình lấy hình ảnh hay copy gì của người khác. Đây là cái kênh riêng, cũng có thể đúng mà cũng có thể sai, thì bà con cứ tham khảo thử sàng lọc thì đúc rút ra những cái kinh nghiệm cho riêng bản thân mình để chăn nuôi được hiệu quả.
thì bà con cảm thấy hay hữu ích thì bà con chia sẻ để mọi người cùng có thể hiểu thêm về vấn đề chăn nuôi. Thì đây là những gì mình cam kết, chịu trách nhiệm những lời nói, ngôn từ, video và tuân thủ đạo đức pháp luật trong suốt quá trình chăn nuôi. Và chỉ có chăn nuôi thì cũng sẽ không có từ mai một, nếu bà con đáp đủ những yếu tố yêu cầu thì trong chăn nuôi. Còn vấn đề thuốc thú y thì hôm nay thật sự rất là nhiều thuốc thú y, thì bà con cũng nên tìm hiểu thêm. Thì riêng cái kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu này, đối với thuốc thú y thì mình chỉ sử dụng những cái thuốc phổ rộng, không sử dụng thuốc kháng sinh cấm. Đó là cách của kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay mình lại nói về chủ đề là làm thế nào để chọn phối trộn thức ăn mà giảm chi phí trong chăn nuôi, giảm được rủi ro trong bệnh tật. Thì cho ăn bằng cái cách cám trộn bằng vi men vi sinh thì bà con sẽ xử lý được con Salmonella, con E. coli. Thì trong cái thành phần ở cái men vi sinh này thì Bacillus, Lactobacillus rất là nhiều. Thì đó là nhiệm vụ để xử lý cái đường ruột. Thì đa phần thì bà con ngày xưa giờ làm thì tất cả những nguồn thức ăn và con vật nuôi thì cũng là giải quyết cái đường ruột cho con vật nuôi. Thì hôm nay cái những cái nguồn thức ăn như thế này thì cũng có thể để giải quyết cái vấn đề đường ruột trong chăn nuôi. Thì đây là những cái hình ảnh mà demo. Đó, demo cho bà con thấy là kênh chăn nuôi Bà Rịa nuôi con vật nuôi thành công cũng nhờ vào những nguồn thức ăn và giảm chi phí. Thì bà con cũng nên nhớ là khi mà nguồn thức ăn chúng ta đã chủ động thì bà con cũng nên lưu ý là vấn đề con giống. Cái con giống rất là quan trọng trong vấn đề chăn nuôi. Thì con giống nó sẽ chiếm 3-4-50%. Thì bên cạnh con giống thì bà con trang bị vấn đề thuốc thú y và cách chăm sóc. Thì bà con giảm được thuốc thú y càng nhiều thì con vịt nó phát triển và nó sẽ có lợi nhuận, ít rủi ro. Còn khi đến khi xuất bán thì bà con sẽ có sự chủ động trong vấn đề xuất bán, cũng như kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ động từ nguồn thức ăn, chủ động con giống, chủ động đầu ra, chủ động về vấn đề môi trường. Thì đó là những cái cốt yếu điều quan trọng giúp cho vấn đề chăn nuôi chúng ta được thành công, hiệu quả. Và vấn đề thành công thì nó rất là nhiều yếu tố để kết hợp lại mới sự thành công. Còn vấn đề bà con mà nuôi một hoặc hai lứa, một lứa đầu hay là vài 300 con thì bà con cũng chưa có thể trải nghiệm được hết vấn đề mà quy mô lớn. Thì ở đây mình nói cái mô hình mà chăn nuôi vịt trên nửa sàn nửa đất của kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đối với cải thiện cuộc sống đó là điều đương nhiên và tất yếu. Bà con chăn nuôi mà thu nhập hàng tháng thì 10 đến 15 triệu thì quá bình thường cho hộ nông dân tính tới thời điểm hiện tại hôm nay, nếu áp dụng những cái mô hình chăn nuôi như thế này. Thì đây là vấn đề cải thiện cuộc sống rồi, chúng ta làm chủ bản thân, chủ thời gian, nâng như lại kiếm tiền trên niềm vui. Thì đó là những cách làm của kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bà con có thắc mắc hãy để lại phần bình luận. Để lại phần bình luận thì mình sẵn sàng trả lời, hoặc kết bạn Zalo, có thể gọi điện video thì mình sẵn sàng chia sẻ cùng đồng hành và bà con suốt vấn đề chăn nuôi. Thì mình sẽ làm những cái video kế tiếp để cho bà con có thể xem. Thì bà con có thể đăng ký bấm mở cái chuông trên cùng ra, thì bà con mỗi lần nhìn thấy kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu up video thì bà con sẽ dễ dàng tìm kiếm để bà con tham khảo. Thì mình luôn luôn chia sẻ cùng bà con. Thì bà con nào mà có thắc mắc hoặc là muốn mua những cái nguyên vật liệu, mật rỉ đường, men vi sinh, bã đậu, nói chung tất cả nguồn vật liệu, thì bà con cứ liên hệ cho kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại mình ở phần mô tả. Thì mình sẵn sàng chia sẻ và liên kết cùng bà con.
thì bà con xin làm việc và mua được những sản phẩm từ công ty. Lợi nhuận của mình là ở đây là vấn đề được mối quan hệ cùng bà con và công ty, chứ mình không phải là buôn bán để chạy theo lợi nhuận. Rồi cuối clip mình xin chúc bà con thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Chỉ còn vài ngày nữa giãn cách nó bớt đi, cơn dịch bệnh thì nó sẽ qua đi. Thì mong rằng là mọi người chúng ta có thể lại trở lại cuộc sống bình thường để làm việc cho hiệu quả. Chúc bà con chăn nuôi được hiệu quả. Bye bye bà con.